Suzuki Raider anh hùng xa lộ. Ngay từ cái tên, em nó đã thể hiện là một vị thần chiến đấu và một hiệp sĩ bất khả chiến bại. Nội tiết máy động cơ bắt đầu những tiếng gầm trú uy lực như con thú khao khát được tự do, cắt côn. Vào số 1 nhích ga khoảng nửa dòng nhà Tây Côn, con thú lao đi với những tiếng phầm phập phả vào nhịp tim của người lái. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, phía xa xa chỉ còn lại ánh đèn le lói. Bỗng một âm thanh giác chúa vang lên, xe gì chạy phê quá. Y chang nghiêm túc nào AD ơi. Việc lựa chọn một chiếc xe để racing nhiều nhất phải nghĩ đến chiếc Suzuki Raider được đổi tên lại và sản xuất riêng tại thị trường Việt Nam. Raider 150 với ngôn ngữ thiết kế Hyper Underbone hình dáng nhỏ gọn, tay lái thấp, tạo tư thế ngồi hơi chồm về phía trước, rất thuận lợi cho việc chạy tốc độ cao. Về phần nội công thì chắc không cần phải bàn cãi gì nhiều, Raider đang sở hữu khối động cơ mạnh nhất phân khúc Underbone hiện tại rồi. Động cơ DOHC, trái 62, công suất 18,45 mã lực tại dòng tour 10.000 vòng trên phút. Sức mạnh 18.5 ngựa và thân hình nhỏ bé như thế này thì thôi mấy anh ngựa bé thân to chịu gì nổi. Anh em chạy Raider cẩn thận với con xe này vì càng chạy càng phê càng máu lửa càng dặn ga thì chạy càng nhanh, mà chạy càng nhanh thì càng nhanh đến nơi thôi hi. Tính về gia tốc hay hậu đường dài thì Raider đều vượt trội, max speed đạt được có thể ngoài 150 km/h. Chắc chắn nếu như bạn là một người đam mê tốc độ thì nên mua xe này rồi, nhưng với những gì AD chia sẻ ở trên, hãy cân nhắc việc tay lái bạn có cứng không nhé. Bởi một khi chạy nhanh và gặp tình huống bất ngờ, Raider sẽ khá là bay đấy.